Mày còn thuốc không? Cho tao điếu coi. Nè, có ai nhà không? Có ai nhà không? Anh là ai? Tới đây làm gì? Tôi là Long, tôi ở công ty Đại Dương. Tôi tới đây để tìm ông Khang để bàn về chuyện thu mua đất. Phiền anh báo dùng. Ông chủ đã nói là không có buôn bán gì hết á, không có tiếp ai. Anh đi về đi. Đúng rồi đó, anh đi về đi. Anh Long. Anh Long. Hả? Anh Long. Đi vô. Hả? Nè, mày làm gì vậy? Cô em. Cô em. Cô ra. Nè, tôi biết cô gái này đó. Có chuyện gì vậy? Cô ra đi. Đi vô. Nè. Cô em anh Long. Buông cô ra. Cầm cái miệng lại. Xin lỗi, chắc có chuyện hiểu lầm gì đây. Cô là vợ của tôi. Ông Long Khang hả? Phải. Ông nói cô là vợ ông? Ừ. Cô là Hà, em gái của Dân Anh. Đúng. Cô là Hà, Nguyễn Dân Hà, vợ hợp pháp của tôi. Tôi đã lấy cô được 4 năm ở bên Thái Lan. Ông nói thiệt? Ừ. Vậy để cho tôi gặp cô một chút. Nè. Nè. Theo tôi được biết, cô chỉ có ba mẹ nuôi, nhưng họ đã chết rồi. Cậu lấy tư cách gì mà xen vào chuyện này? Tôi là Trần Minh Lâm, giám đốc công ty Đại Dương. Hôm nay tôi tới đây bàn với ông về chuyện thu mua đất mà ông thừa kế. Còn Hà, cô là em của Dương Anh, đang là thư ký của tôi. Cô vừa mới báo là em của cô bị mất tích ở Sài Gòn. Ba nuôi của cô và cô đang tìm em ở Sài Gòn. Ra là chẳng có liên quan gì hết. Biết điều, rời khỏi đây ngay lập tức đi. Nếu không, người báo công an sẽ là tôi. Cậu đang quấy rối gia đình tôi đó. Ông đóng cửa. Dạ. Dạ, hả? Hả? Mà buồn cười ra, hả? Dù sao Dân Anh mới là chị của Hà, báo cho Dân Anh biết để cô đến giải quyết thì sẽ tốt hơn. Tình yêu bất tử 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1, xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.